Dạ, về tên số 1200 xin nghe. Nè, nè, đi. Vâng, chào anh ạ. Nhị ơi, cho em thắc mắc một đứa vấn đề không? Dạ vâng, em nghe đây. Bây giờ là em vừa nạp cái thẻ 100.000. Vâng. Bây giờ em muốn kiểm tra tài khoản kiểm tra bằng cách nào? Dạ vâng, anh muốn hỏi cho tôi đang kết nối tổng đài đúng không ạ? Đúng rồi, nó đi ở chiều rồi. Tôi nhà chỗ này hỏi cái chỗ nào đi một người. Dạ vâng, để kiểm tra tài khoản đúng không anh? Anh Đúng. chị thao tác kiểm tra bấm cho em là sao Tôi hỏi ý 101, tôi. sao 101 thăng hoặc sao 102 thăng và nhấn phím gọi đi giúp em là được ạ. 101 đăng một gọi đi, Vâng, đúng ạ. nhưng máy của tôi là không có số, nhưng tôi làm lại là cách nào Không có số ạ. Thế tại sao khi anh vẫn thao tác nạp tiền được ạ? nạp tiền người khác nạp nó thôi. Bây giờ muốn đăng là nó chỗ nào Vâng, nhớ là máy của anh. không có số thì như này bảo là ra 101 thì tôi biết làm cách nào gọi đánh đố tôi nhận nó khác nữa vì cứ làm khó cái càng á Dạ, vâng, em không làm khó anh thôi ạ. Đó là do em không biết thôi. Đây là thao tác để em hướng dẫn khách hàng thôi. Em thấy trơn trượt là máy điện thoại nào cũng phải có số thì mình mới có thể dùng để liên lạc được. vì một người cho tôi máy tôi không gọi đúng tôi vẫn liên lạc ở bên vậy anh chị là cứ định bắt làm anh à thấy ngồi nên tính lại bắt làm phải không. Dạ vâng, xin lỗi anh ạ. Ông Vâng. nói làm tôi là mình muốn nói cho nhịn thì nhịn này mỡ ba mỡ bẩn Dạ anh bình tĩnh chút được không ạ? mình biết rồi tôi đất mình đấy để nghe nhịn này đấy mấy tôi là không có nó mẹ nhịn này đấy cho tôi làm sao là tôi nghiệp ra mạnh hoài Dạ vâng, còn với trường hợp mà anh không có số, không thể kiểm tra được thì cái anh vừa làm tháo sim ra, lắp sang một dòng máy điện thoại khác, rồi kiểm tra tài khoản giúp em với thao tác như em vừa nói trước đấy ạ. nó im á Vâng, xin mình đang lắp trên dòng máy đang kết nối tổng đài, anh tháo ra, anh lắp sang một máy điện thoại khác giúp cho em để mình có thể kiểm tra được đấy ạ. đâu nhịn là dễ nghe cái tim của tôi là không thể nào Dạ vâng, cho anh, đây là bên em cung cấp cú pháp thôi, còn nếu máy của anh không hỗ trợ thì bên cũng không thể kiểm tra giúp cho anh được rồi đâu ạ. yêu tôi yêu đòi nhịn là cái máy của tôi là không muốn có thì độ mình làm thế nào để nhận ra này quả thế bây giờ nhá ở nhà tôi chỉ có một cái máy điện thoại nó xung quanh đây á, nó không có cái máy điện thoại nào, nuôi tháo ra cái máy nào, đi, Dạ vâng, điện thoại của anh không có số nhưng anh vẫn kết nối tổng đài bình thường rồi đúng không ạ? đúng rồi, Nhưng lại không thể kiểm tra tài khoản này đúng không anh? không phải là không kiểm tra được mà tôi không biết kiểm tra bằng cách nào. Vậy thì em vừa hướng dẫn cho anh thao tác là sao 101 thăng ở trên phím bàn phím điện thoại đấy ạ. Nó nhiều đấy là tôi lại bảo là nên máy điện thoại là không có nó không có tăng mít sao thì là ở đây ban ngày làm gì có tăng mít sao cái gì Dạ vâng, cảm ơn anh. Ở trường hợp nếu như anh không thể thao tác kiểm tra được thì trường hợp này chỉ có thể tháo sim sang máy khác thôi ạ. Còn bên em chỉ cung cấp cú pháp cho khách hàng thôi. nào nào Còn thao tác được thì hay cái không thì máy gọi này trên đó máy rồi ạ. cái máy này là máy Viettel Vâng. cho nên đó. Là anh nhị phải biết là cái chỗ nào ở lúc nào tăng ở lúc nào tại sao anh nhị là đơn giản điện thoại mà anh nhị lại không có số ấy. Vâng. Thưa anh, sao là ở phím số 7 trên bàn phím điện thoại và thăng ở phím số 9 trên bàn phím điện thoại, anh có thể quan sát giúp cho em được. Đi. Nếu như anh không thể kiểm tra được, anh có thể nhờ bạn bè hoặc người thân bên cạnh mình hướng dẫn giúp cho anh ạ. Đi nó mày mà nó đến à Vâng ạ. nó mày nhưng mà mấy tôi là có số mà nó mày mới nó đến vậy này ở những đâu mà quá rồi hết tôi để điện thoại của tôi rồi tôi gọi lên đây là mất tiền là tôi là muốn biết về thông tin về cái tôi đang thắc mắc là từ tới đến giờ mà chị cứ quanh đi quẩn lại cuối cùng tôi đã được cách gì không Thưa anh, trường hợp này bên em chỉ cung cấp các dịch vụ cho sim thôi ạ. À. Còn nếu máy điện thoại của anh mà anh không thao tác được, bên em mang máy ra cửa hàng sửa chữa điện thoại để nhân viên hỗ trợ. Nếu không, anh có thể thay một máy điện thoại khác cho em để kiểm tra. đến tại sao lúc đầu tiên chị không bảo đi độ nào Em phải không không có đi độ đèn ngờ, đó bởi vì trước tiên là em chưa biết mà anh không có số, bởi vì em thấy anh vẫn kết nối gọi lên tổng đài, tức là mình phải bấm được số thì mình gọi được lên tổng đài đấy ạ. À. chị này nói nhiều quá nên đầu tiên là chị không nói cái là công tư vấn về máy điện thoại bây giờ lại còn bảo
Mẹ ngồi đi non đi đi nấu cái gì? Dạ vâng, tại anh trên cho em nói ạ. Nói cái gì? Từ bây đến giờ tôi chưa nói không làm gì, đắc ngang của học thôi nữa. Dạ, xin lỗi anh ạ. Đã thế lại còn ước người nữa. Dạ con em không cười đâu anh ạ, em đang nghe Đừng em nói ạ. bao giờ cười như nỗi đau của người khác thế đó. Tôi là nơi rất là không ngày nào mà nhị không. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, anh cần em hỗ trợ gì nữa không ạ? Bên em chỉ cung cấp phương pháp để anh thao tác trên sim thôi, còn máy không được. Anh kiểm tra lại máy nữa cho em nhé. Kiểm tra tôi có mà tới cho tôi kiểm tra. Bây giờ tôi hỏi nhị một câu nữa. Vâng. Này tôi nghĩ đó. Anh cứ nghĩ đi ạ. Anh chưa nghĩ ra thì anh có thể cúp máy trước, sau đó anh có thể gọi lại tổng tổng đài về hỗ trợ tiếp ạ. Tôi không mẹ tôi nhiều nhiều nữa nó ở một chút nữa Vâng. bây giờ tôi gọi đến một chỗ và tại sao là tôi không nhận được tín hiệu của người ta là thế nào Vậy thì anh gọi đến một số không nhận được tín hiệu thì gọi đến tất cả các số đều như vậy ạ. gọi đến một chỗ Khi gọi đến thì máy báo thế nào? mấy má là có người nghe là tôi bao quý khách đặng lời không liên lạc được là con gái trả lời xong rồi hỏi tiếp thì mẹ không lấy trả lời nữa là thế nào đi gọi cái này tôi ở đây linh không mẹ linh đâu là tôi nghe cái giọng đấy ngoan cực kỳ luôn người khác là bên Việt theo giọng này đúng giọng của chị tôi nhận ra rồi đúng rồi chị là người thôi Dạ em đang nghe đi ạ. Anh gọi đến cho một số thuê bao khác thì máy báo là thuê bao của khách và gọi không nên làm được đúng không anh? không phải mà có người nghe bảo thế không phải may mắn Có người nghe anh nhìn trên máy giúp cho em là nó có dây chạy chạy hay là vẫn chưa có dây chạy mà anh nghe thì câu thông báo đó ạ. mình chạy cái gì máy tôi bị hỏng màn hình không nhìn thấy gì hả chị nói thế thì tôi không trả lời rồi Cảm ơn, với trường hợp câu thông báo nếu thuê bao ký khách không liên lạc được. Đây là câu thông báo của Viettel em khi anh kết nối đến một số thuê bao đó và số thuê bao đó đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng vì thế mà không nhận được cuộc gọi. Cho nên mình có câu thông báo như vậy thôi anh ạ. Đây là lỗi từ số thuê bao nhận rồi ạ. mẹ sao không liên lạc được các chị lại còn nghe máy là mình cho nó đốt đèn à Dạ vâng, đây bên em chưa tính tiền cho cuộc gọi đó đâu ạ. Bên đây chỉ là câu thông báo để khách hàng biết thôi ạ. luôn đến đèn Vâng. lại nào tôi lại bị nhiều đèn Số tiền mình chỉ là bao nhiêu anh? 2.500 đồng Vâng, vậy thì anh vừa làm cung cấp mã số cá nhân kiểm tra ạ. mạng không hóa đơn bây giờ tôi làm gì có mạng không hóa đơn Dạ vâng, mã số cá nhân, nếu anh chị có, em sẽ hướng dẫn anh soạn tin nhắn lấy mã số như sau nhé. đường hội nghị mới nói thoải mái đi vô tư đi tôi thoải mái không Anh có thể lấy cây bút cho em biết rồi dễ nhớ đúng không ạ? mấy mút ở đây không còn đấy không có mút Dạ vâng, nếu như không, em không có giấy bút thì em sẽ hướng dẫn giúp cho anh có thể nhớ giúp cho em như sau nhé. Anh là ta là cha mã, viết liền nhau không dấu ạ. nè mã biết liền đâu không đâu Đầu cách. đúng không Để ba số điện thoại anh thường xin liên lạc trong vòng 60 ngày, lưu ý này bằng ấy. tôi là chỉ có liên lạc với tổng đài làm gì có bạn hố gì thì tôi không đủ bạn hố tôi chỉ liên lạc với tổng đài Vâng, với trường hợp đấy anh không có ba số để lấy ba số cá nhân thì bên rất tiếc không thể hỗ trợ được anh đâu ạ. thì anh nghĩ làm ăn kiểu gì thế tôi chưa liên lạc đến ba số thì nó nghĩ bắt tôi thế thì Vậy thì với trường hợp anh chưa liên lạc đến ba số thì sau khi kết thúc cuộc gọi với tổng đài anh có thể liên lạc với tất cả những số thuê bao khác. Sau đó sau 3 ngày nữa anh lấy được mã số cá nhân rồi anh kết nối lại tổng đài thì đó bên mới hỗ trợ kiểm tra được ạ. làm sao để vào cái bàn mã số cá nhân Anh soạn tin nhắn cho em thôi ạ. vào bàn nào để gọi tin nhắn Anh vào phần tin nhắn. Sau đó anh vào phần soạn tin nhắn giúp cho em. Để anh soạn tin nhắn như khi anh thực hiện gửi tin nhắn đi cho bạn bè đấy ạ. nhưng mà tôi chưa gửi tin nhắn cho ai mà cái máy của tôi là chỉ có tiếng Anh thì làm sao tôi biết được tin nhắn cái gì làm gì có mặt tin nhắn Trường hợp này nếu mà anh không thể thao tác được anh phải tháo sim sang máy khác. Sau đó anh thực hiện thao tác này soạn tin tôi nhắn cho ở em. mấy tôi nhá chị nào cũng trả lời như chị anh chị không có chuyên môn gì cả À vâng, nhưng với trường hợp này bên em sẽ hỗ trợ nếu anh không thao tác lắp sang máy khác thì sẽ hỗ trợ cấp mã số trên tổng đài luôn. Nhưng trường hợp anh phản ánh máy của anh màn hình
không nhìn thấy đúng không? Đúng rồi, mà mình nét đi luôn, không phải là không nhìn thấy nhá. Vậy thì cái bên tiến hành gửi mã số về sẽ không đọc được đâu ạ. Đúng rồi. Anh vẫn phải vui lòng tháo sim sang máy khác thì mày có thể kiểm tra được ạ. Chị nói thế là tôi làm sao mà tôi mùi đồng nào. Dạ vâng, cảm ơn anh, rất là anh về những bước như thế này, nhưng anh phải thao tác được thì bên mới hỗ trợ được, chứ bên không thể cung cấp đọc luôn mã số trên tổng đài cho anh được đâu ạ. Đừng có ạ, bị bưng với tôi nhá. Ăn nói nước ra nước lớn. Chị biết là tôi bao nhiêu tuổi mà ăn nói với anh ấy thì tôi đó là tuổi khá cao à. Không phải anh ấy, không phải nhẹ con thôi. Đã nè một đứa đấy à. Dạ vâng ạ. Chị biết tôi bao nhiêu tuổi không mà anh. Em thấy nghe giọng anh cũng trẻ, anh xưng anh với em thì em cũng gọi anh là anh thôi. Như vậy xưng hô nó sẽ thân thiện, đúng hơn anh ạ. Mẹ khác đấy đi. Chúng tôi không thích cái kiểu đấy. À, vậy anh bảo em gọi anh là gì ạ? Gọi là bác đi. À vâng, chưa bác. Hương ý. Hương bị bận cái gì? Thôi, tôi bận rồi. Lúc khác tôi mà gọi lên mà gặp chị á. Ờ, chị mày giải quyết luôn đó. Mà đừng có cái tình trạng này nhẹ tha mà tôi là không hài lòng. Vâng, cảm ơn anh kết nối tổng đài ạ. À, cháu chào bác ạ.